Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Spring Boot Web. Ở bài trước thì chúng ta đã tải iClip và chạy phiên bản đầu tiên của Spring Boot Web. Bây giờ chúng ta sẽ gắn iClip vào trong Start và chạy iClip lên. Bài này thì chúng ta sẽ học về các phần của một Spring Boot Web cơ bản. Đấy là Model, Controller và Service. Model thì sẽ là class lưu các thông tin của một object, nên chúng ta sẽ tạo bucket model. Sau đấy thì chúng ta sẽ tạo class movie, lớp phim. Và chúng ta sẽ có các thuộc tính cơ bản bao gồm tên, private string, name. Sau đấy sẽ là đạo diễn và năm phát hành, ngày phát hành và kinh phí. Tên đạo diễn chúng ta cũng sẽ để là string, kiểu string. Tiếp đến là kiểu release date, chúng ta sẽ để là kiểu date. Kiểu date này chúng ta cần phải import thư viện. Đây chính là thư viện. Date java.util.date. Tiếp đến là kiểu kinh phí, budget, bucket. Chúng ta sẽ để kiểu big decimal để lưu tiền. Pull get. Rồi sau khi có các thuộc tính thì chúng ta sẽ gen ra các hàm getter và setter. Chúng ta có thể dùng nhanh ở đây, hoặc có thể vào suộc generate getter setter, tích chọn các thuộc tính cần gen và gen ra. Như vậy là chúng ta đã có các getter setter để lấy giá trị và gắn giá trị cho các thuộc tính. Thế nên thì chúng ta sẽ tạo một bucket, hay là bucket controller, để chứa các controller của chúng ta. Trong bucket controller chúng ta sẽ tạo mới một class có tên là movie controller. Chúng ta sẽ xử lý các luồng logic ở trong controller này. Chúng ta sẽ gắn annotation cho class này là z controller. Tiếp đến là hàm, thì chúng ta sẽ có một hàm là movie. Chúng ta sẽ trả về kiểu list movie. Tên hàm sẽ là movie. Và chúng ta sẽ gắn request mapping cho cái hàm này. Trước tiên thì chúng ta sẽ import thư viện list vào. Và class movie, import class movie vào đây. Tiếp đến thì chúng ta sẽ gắn request mapping là suộc movie. Movie chúng ta sẽ lấy đúng tên hàm luôn để cho đỡ nhầm lẫn. Tiếp đến thì chúng ta sẽ trả về null. Chúng ta sẽ để như này để hết lỗi đã. Sau đấy chúng ta sẽ lưu một bucket là bucket service. Service này chúng ta sẽ là một cầu nối giữa controller và database dữ liệu model. Thì bài này chúng ta sẽ đơn giản là tự tạo ra dữ liệu. Ở các bài sau thì chúng ta sẽ học cách kết nối cơ sở dữ liệu và lấy cơ sở từ dữ liệu lên. Trong class movie service này thì chúng ta sẽ gắn annotation là service. Tiếp đến thì chúng ta tạo một hàm
để lấy ra danh sách các bộ phim. Chúng ta sẽ để hàm này là public và kiểu trở về là list movie. Tên của service là get all movie. Chúng ta sẽ import thư viện list và class movie. Đầu tiên chúng ta sẽ khởi tạo một list movie ở tên là movie list và chúng ta sẽ khởi tạo là new link list. Ở đây các bạn có thể dùng là new array list cũng được, nhưng tôi thường sử dụng link list. Chúng ta sẽ không truyền biến gì vào. Từ đây chúng ta sẽ khai báo. Chúng ta sẽ trả về movie list này. Movie này mới khai báo và khởi tạo thì nó đang rỗng. Chúng ta sẽ viết thêm một đoạn code để tạo ra movie list. Movie m bằng new movie. Tiếp đến chúng ta sẽ gán tất cả các thuộc tính cho biến movie này. Chúng ta sẽ name là Avenger hay là Ultron. Tiếp đến thì chúng ta sẽ gán đạo diễn, vì tôi không biết đạo diễn của phim này nên tôi sẽ để là quá nhanh. Tôi sẽ bật bật kỳ lên. Tiếp đến chúng ta sẽ set release date là kiểu date. Thì ở đây chúng ta sẽ tạo ra một biến là string date. Là ngày 24 tháng 4 năm 2015. Giờ chúng ta sẽ tạo một symbol date format để có thể bạt string date ra date. Có thể nhiều bạn sẽ hỏi là tại sao chúng ta không dùng string date luôn, vì kiểu ngày này nếu như chúng ta có tính toán ngày thì dùng kiểu date sẽ phù hợp hơn. Nên chúng ta sẽ dùng kiểu date này để lưu ngày phát hành, và kiểu symbol date format ở đây cũng là sẽ là DD gạch chéo MM gạch chéo I. Các bạn lưu ý ở đây M viết hoa, M viết thường sẽ là minute phút ấy. Và chúng ta sẽ set release date bằng SDF path string string date, và chúng ta sẽ gắn chuỗi try catch ở đây, vì khi path kiểu date sẽ xảy ra exception. Cuối cùng chúng ta sẽ gán bucket. Bucket của nó sẽ là new big decimal 35 triệu đô. Ok, như vậy là chúng ta đã gán xong các thuộc tính của bộ phim này. Tiếp đến là chúng ta sẽ add bộ phim này vào movie list của chúng ta. Như vậy là đã xong. Tiếp đến ở controller của chúng ta thì chúng ta sẽ đơn giản là gọi cái service này return.
Chúng ta sẽ khai báo service ở đây. Movie service. Tên là movie service. Và để bỏ qua bước khởi tạo thì chúng ta sẽ gắn annotation là auto white. Nó sẽ tự tạo, tự khởi tạo movie service cho chúng ta. Ở đây chúng ta chỉ cần gọi movie service.getOnMovie là được, không cần khởi tạo. Vậy là đã xong, chúng ta hãy cùng kiểm tra. Đã build xong, chúng ta vào trong trình duyệt, gõ đường dẫn localhost 8080 và gõ suộc movie. Vậy là chúng ta đã lấy ra được danh sách movie, chỉ có một phần tử. Chúng ta có thể pre-print để cho đẹp.